Hello, hello các bạn. Thì đây là hai cây bông trang cẩm thạch mình cho vào bọc để đưa cho ông anh. Mình bán cho ổng các bạn. Ông anh làm chung với mình. Mình quay một vòng. Hôm nay thì mấy em này em ra lá non rồi nè các bạn. Đây, ra lá non tược như vậy là chuẩn bị có hoa, chuẩn bị ra hoa ở cái lá non ở trên này. Tổng cộng là hai cây. Cây này nó có hai nhánh. Cái em bên đây thì ở dưới này một thân, xong lên đây phân một nhánh nhỏ.